Bây giờ là một câu chuyện đáng chú ý của thể thao Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, để có thể thành công thì bên cạnh những nỗ lực của các vận động viên, sự huấn luyện của từng huấn luyện viên cho các vận động viên đó, thì y học thể thao cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay thì hãy cùng đến với tầm quan trọng của y học đối với thể thao nước nhà. Những năm qua, thể thao Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế. Có được sự thành công đó là nhờ sự đầu tư, phát triển đồng bộ từ nhiều lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của y học thể thao, một lĩnh vực riêng biệt, chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên thành tích cao. Các cái công tác y tế đội tuyển phục vụ cho các giải thi đấu, cho các vận động viên thi đấu trên sân bãi và thi đấu tại các giải thể thao. Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong công tác tuyển chọn, huấn luyện, đánh giá trình độ luyện tập và khám chữa bệnh cho vận động viên. Hiện nay, số lượng đội ngũ y bác sĩ thể thao chăm sóc cho vận động viên đội tuyển quốc gia còn quá ít. Mỗi ngày, đội ngũ y tế sẽ phải theo sát quá trình tập luyện, ghi chép lại tình hình chấn thương lẫn thể lực của mỗi vận động viên nhằm đưa ra những tư vấn sát sao về chế độ ăn uống và dinh dưỡng hay các bài tập vật lý trị liệu nhằm giúp vận động viên cải thiện sức khỏe cũng như sớm hồi phục chấn thương. Sáng ra chúng tôi phải xem là vận động viên là ăn những cái gì có đảm bảo không, rồi khi mà ra sân tập thì phải chuẩn bị nước lôi như thế nào, chuẩn bị hồi xoa bóp khởi động cho vận động viên ra sao, rồi trong cái quá trình người ta tập luyện là mình phải theo dõi có cái chấn thương gì mình xử lý kịp thời ngay. Với nguồn nhân lực cũng như trang thiết bị hiện nay, đây được coi là một thách thức mà thể thao Việt Nam cần phải cố gắng đẩy mạnh sự phát triển của y học thể thao để đáp ứng được các đòi hỏi ngày càng cao của thể thao thế giới.